Thôi về đi bọn mày ơi. Tao cảm giác dưới này có ma đấy. Ừ, tao thấy ghê ghê sao ấy. Bấm thang máy lên trên nhanh đi mày. Nghĩ lại thì có gì đáng sợ đâu, ma mà xuất hiện là tao đập hết. Thôi im mẹ mồm đi, này ông là người dọa anh em đầu tiên đấy. Ê bồ tèo dậy đi, ngủ ngon nhỉ. Tôi ngủ quên mất, anh em ổn chứ? Sắp ổn, có ông cao to thì ngủ quên, đánh đấm gì nữa. Anh em đợi chút, đợi tôi dập lửa đã, dây của tôi đang chập mạch. Đéo gì khói ở đâu vậy? Cho em hỏi là có lão tiến sĩ trong này không mấy anh? Rất cả mình, bọn anh cũng đang tìm lão đây, ở đây không có nhé. Vậy em xin phép ạ. Thằng này phá căn cứ à, mà cứ đi đến đâu bắn đến đấy vậy. Anh cho em hỏi có thấy một lão già đeo kính trong này không ạ? Lão đi đằng kia rồi, đầu này không có. Ồn ào quá, để tôi tắt tiếng. Chào mừng mấy anh đến với công xưởng của CKBD to lất bọn em. Mấy đứa kia, nhìn bọn tao mà mặt cứ trơ ra thế à? Thì ra đây là nơi hàn gắn vũ khí của bọn nó. Ê mấy bồ tèo, wifi bị lỗi à? Sao máy của tôi không kết nối được với máy chủ, tôi không quay được cảnh vừa xong. Chắc do bảo mật đấy ông, nơi này cầm máy quay phim, chụp ảnh. Cay nhỉ, ra đến đây rồi mà không quay được cảnh này. Máy tôi lại kết nối được rồi nè, chắc do cái vạch ở cửa đó, nó làm tôi bị nghẽn mạng. Giờ té thôi. Hàn cẩn thận, bắn vào mặt tao rồi. Đến giờ nghỉ trưa rồi, quay lại thôi, chiều Hàn tiếp. Từ từ đã, cái năng lực này là phá khóa bảo mật đúng không? Sáng nay phòng tao bị trộm mất cái quần xịp, chắc chắn là do mày lấy rồi. Phòng tao cũng có bảo mật chứ có phải cửa bình thường đâu. Tôi lấy tạm thôi, về tôi trả. Nhớ giặt sạch nhé. Ok con dê. Mấy giờ còn ngủ, dậy đi mày. Đừng ngáy mũi em anh ơi. Chào anh, em vừa ngủ dậy. Mồm thối không chịu được, gậy thần bay đến đây nào. Lão già kia xứng nhỉ, mới ngủ dậy đã cầm điện thoại rồi. Năng lực tiện quá, cho tôi chút ít đi. Để tôi trộm tiền trong cách của sếp Boom. Thế thì khỏi, là mục đích xấu thế thì cho nhịn. Cắm thanh kiếm ở đây chờ hậu bối tới rút. Ê dậy hết đi, sao đứa nào cũng ngủ hết vậy? Bọn này chắc dính thuốc ngủ rồi, đập mãi còn không chịu dậy cơ mà.